chiến loạn khiến họ chịu đủ khổ sở. May mà mọi việc đều đã kết thúc. Thiên hạ hưng thịnh hay suy vong thì bách tính đều khổ. Chỉ mong bốn biển thái bình, không còn chiến loạn. Ta nguyện cầm kiếm trấn giữ một phương để bách tính bình an. Ta nguyện theo phò tá đại ca. Ta cũng vậy. Chúng ta lập được công lao như vậy, không phải sắp được thăng làm quan lớn rồi sao? Đen Nông, xã Đen Nông và Châu Ước Đức Nguyện, một phong tục tập quán của người dân Trung Quốc. Ok, thăng lên cấp 5. Ok, song kiếm của Như Vị. Quyền Đức xin dừng bước. Chuyến này đến Lạc Dương nhận sắc phong, đường đi xa xôi. Chúng tôi có gom được chút tiền, đã mua con ngựa này cho ngài. Cứ coi như là tạ lễ báo đáp ngài là đẹp luôn. Đã cứu thôn làng của chúng tôi. Ba đi rất là đẹp. Vậy thì Lưu Mổ đa tạ chứ gì. Ok, đã có chức năng thú cưỡi. Và hiện tại mình đã sẽ cưỡi bạch mã. Con đường chinh chiến còn dài, ngày may mắn được dân làng tặng một con bạch mã. Đại ca thử cưỡi đi nhé. Bạch mã Hà Phúc. Đấy, bạch mã tên là Hà Phúc. Còn rất nhiều bọn các chiến mã khác. Chào Hoàng Phi Điện, Hãn Huyết Tử Tinh, Ngọc Sư Tử, Ô Thị Hắc Vân, Tinh Thàm. Và cuối cùng chính là Bạch Hạc. Đấy, rất nhiều chiến mã rồi. Tọa kỵ không chỉ cưỡi mà còn có thể tăng lực chiến của tướng. Tăng lực chiến của tướng lại cho Trương Phi cưỡi ngựa. Chương 2, trận chiến Hồ Nam. Mình vẫn đang đang bước sang chương 2, trận chiến Hồ Nam. Avatar bây giờ được thay đổi thành avatar của Trương Phi. Trương Phi cầm bát xà mâu. Trông cảnh rất đẹp. Trời, phù phù của táo háo ra. Ôi trời, quá là đẹp, quá là chán. Lạc Dương, thành Lạc Dương. Đấy, tất cả mọi thứ dường như được rắc vàng. Game của này là chính là tên nhân vật này. Đấy, đến Đức Dương Điện ở Lạc Dương. Ok, đang vào hoàng cung. Thế hạ lâm triều. Tham bái Tào Tháo ra. Đây là Ngưu Hoàng Hán Minh Đế. Thành. Đấy, các quan một bên văn một bên võ, và vừa nãy chính là thái giám. Lễ. Trừ khẩn bình thường. Ơi. Chiếu lệnh thiên tử. Đây không phải là game nữa mà nó gần như loạn là một giặc hoàng cân. Một bộ phim hại sinh linh, gây đau khổ cho bách tính. Chư công không tiếc thân mình vì xã tắc, lòng trung không đổi, bình loạn giúp nước, công cao cái thế. Nay gia phong Đổng Trác làm Tây Lương Thích Sức, Tào Tháo làm Tế Nam Tướng, Tôn Kiên làm Biệt Bộ Tư Mã, để ghi nhận công trạng, bố cáo thiên hạ để mọi người đều biết. Đại ca, lúc Tào Tháo quan chức chia làm nhiều phẩm cấp từ thấp đến cao, cần thăng cấp lần lượt. Quan chức có thể tăng thuộc tính từ chiến đội, tích tiểu thành đại. Được, sau khi đáp ứng điều kiện thăng cấp, có thể tiến hành thăng cấp quan chức. Thăng chức. Ok, cái ngựa đi nhận phiếu thư. Lề mề quá đi, sao chậm trễ lâu như vậy giờ mới đến. Xin thường thị thứ lỗi. Còn không mau tiếp gì.
Cựu phẩm vũ trưởng, cựu phẩm là quan bé nhất. Đóng chát ngồi dậy. Tiến công avatar đây như là triệu từ năm, rất đẹp trai, phong độ áo một bên vai cầu vai giáp của hình đầu rồng. Bè phái quản quan giám sát tất cả đồng chắc để tránh hậu quản về sau. Nhưng chẳng cuối cùng quản quan đã tiêu diệt hết, có thể tiếp tục tiến vào nội thành. Bệ hạ bị quan quan khống chế, theo ta đánh vào nội thành cứu giá. Không chắc. Kỹ năng chiến đấu của đại ca càng ngày càng cao siêu. Sau này đại ca có thể mở cửa động đánh để tiết kiệm thời gian hơn. Bắt cả đồ. Chưa xong được vào thành. Không tên bắn tắt nơi. Ơi hỗn sự, một thích sứ nhỏ bé lại đốt nhà cướp của trong thành, lên điện không cửa giáp, trong mắt ngươi có còn thiên tử không? Lão phu diệt trừ bè đảng quản quan, công trạng to lớn. Các ngươi đừng hòng xuyên tạc bệ hạ. Ngươi nhìn cho kỹ, những kẻ ở dưới đó đều là tiểu nhân. Không có lão phu, giang sơn này sớm đã dâng cho kẻ khác rồi. Đồ vô dụng. Động tác to gan, dám vô lễ với bệ hạ. Lão phu đâu? Bắt lấy tên giặc đi. Dấu lính trong điện chẳng phải là có lòng phản à? Biết. Em xin nữa rồi chứ. Thấm làm gì? Ai dám không theo? Ngươi làm càng như thế, thiên hạ ác sẽ cùng thảo phạt. Viên hỏi mưu đồ làm loạn, tội không thể tha. Ngươi dám? Hi ha 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 ha. Một mình có thể chống lại dạng kẻ thù. Ok. Tăng cấp cho tướng có thể tăng mạnh lực chiến. Đại ca cũng thử xem nào. Việc trong trận đấu trước đó là một thống soái
không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Hãy tăng cấp cho các tướng khác nữa nha. Mai cầm cho chị hối hận vì đã chọc giận ta. Anh có biết không, có cái loại vẻ loại vẻ mà 12 màu với lại hộp bút 3D này, nữ này, mực in này, và tonic đơn này, ngoài bút máy ngoài mài bút máy cái tinh mài đấy, trợ giúp nhà hắn chấn hương sơn hà. Chúng tướng sĩ theo ta xuất chinh, thảo phạt Đổng Trác. Cầm mà thôi chị, cái bút máy tẩy dược mà cái loại dương bơm ra khơi tiêu diệt người ta. Mà bút máy thì cầm nó, chị cầm nó có cái máy. Ok, em gọi. Ô những hai tay đến cổ lầu hoàng mấy tay hơn ôi mấy ông bên con chim bộ vào họ là mấy tay em ngựa cưỡi cho nó ngay. Ok, tiếp tục vẫn đang làm nhiệm vụ chính tuyến chương 2. Tài nhân Lưu Quán Trương, người đây là Lưu Bị, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Dương, từng cùng ta thảo phạt giặc Hoàng Cân. Chức quan của ba vị là gì? Ba huynh đệ ta đều đã từ quan, hiện giờ là mã cung thủ. Các vị ngồi đây đều là chư hầu một phương, há có thể cùng nghị sự với mã cung thủ? Bọn ta tuy không có chức quan, nhưng lòng báo quốc trời đất có thể chứng giám, nguyện theo chư công cùng đánh giặc Đổng. Anh hùng không hỏi xuất thân, huống hồ ba vị đều là người gan dạ sáng suốt. Nếu đã vì nhà Hán thì coi như là đồng minh của chúng ta. Mời đứng sang một bên nghe nghị sự. Cấp báo, tiên phong quân địch qua hùng tập kích cửa trại. Đi đánh hoa hùng. Ok, anh em ta đi đánh hoa hùng. Nghị sự thôi luôn, gì nữa hỏi làm gì, cứ đợi chút gì nữa sang luôn hoa hùng, nó gặp Trương Phi luôn đấy đầu hoa hùng. Hồ Chẩn, trận này ngươi làm tiên phong phải chiếm được doanh trại Liên Quân. Nhất tướng quân, từ khi có được Lữ Bố, mọi người chỉ biết có Lữ Bố mà quên mất chư tướng Tây Lương ta. Lần này tướng quân đoạt được công đầu, anh có thể đổi danh hùng Lữ Bố. Tướng quân yên tâm, trận này nhất định sẽ công phá đại doanh Tỷ Thủy. Công phá đại doanh gặp Trương Phi lắm, nát người luôn, nát người luôn. Đây là đánh đánh công nhé. Diệu ý chứ, quân viên diệu ý. Đoạn thương tạch tử giảm đến được mà. Không hay rồi, ba người này thật lợi hại, vậy mà có thể chặn được đợt tập kích của quân ta. Binh lực chư hầu đã tập kết, chỉ có thể rút lui trước thôi. Lấy thủ cấp của người dễ như trở bàn tay. Chưa gì đã thua rồi. Đánh thắng về uống rượu hoa hồng. Tướng quân, tiếng trống phe địch như sấm vậy, sĩ khiến cút trời. Vậy thì hãy để cho chúng nếm thử sức mạnh của quân Tây Lương.
đến điều bạn lúc này tại doanh trại nguyên địch. Ven này đánh lui giặc Đổng, phải nên lượng công ban thưởng. Ba huynh đệ Quyền Đức xông trận diệt địch, đánh bại Hồ Dẫn, phải tính công đầu. Chỉ là Mã Cung Thủ cũng xứng luận công gan hàng với Công Khanh bọn ta. Có công thì thưởng, có tội thì phạt. Sao lại không xứng? Ông vẫn chưa lập được công, lại không chịu được người khác lập công ư? Ông hễ hai vị đừng vì việc nhỏ này mà mất hòa khí. Cấp bao rất đẹp, hình ảnh quá đẹp rồi. Ở ngoài giáo trại ai có thể đi nghênh địch? Ta có thượng tướng Phan Phụng vô sông có thể trảm Hoa Hùng. Điều lớn của ta đã đối khác lâu ngày rồi. Phan Phượng đối với Hoa Hùng. Các Phan Phượng tạch rồi. Phiên Phụng tướng quân bị Hoa Hùng trảm ở Trận Tiền. Vậy à, không biết còn ai có thể chiến đấu với Hoa Hùng. Mỗi người một bộ giáp rất đẹp. Đấy, bố này nuôi hết rồi. Qua Vân Trường ta bằng lòng xuất trận, lấy thủ cấp Hoa Hùng dâng lên. Nước cười, đám Mã Cung Thủ các ngươi ra trận, ta chẳng phải chế giễu quân ta không có đại tướng ư? Người này dáng vẻ không tầm thường, sao biết là Mã Cung Thủ? Có thể để hắn thử xem, nếu không thắng được thì trách tội cũng chưa muộn. Nếu ta không thắng, nguyện lấy đầu chịu tội. Rồi, giáp của Quan Vũ có can đảm như vậy, thật khiến tàu bộ bay. Xin uống cạn ly rượu này. Rượu cứ tạm để đó, ta đi rồi quay lại. Ok, anh em cùng đi. Quan Vũ thắng. Đến luôn chém đầu Hoa Hùng mang về. Ok. Thì đánh dã man luôn, công đầu luôn. Quan Vũ đến rồi, Hoa Hùng đây chân. Trời, hai gì to. Xuống ngựa. Bốn mươi con. Lực chiến cũng khá đấy, nhưng muốn đợt mạng thì lại không giống tác phong của ngươi. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, e rằng không. Yếu, quá yếu, yếu hết sức. Lấy thủ cấp của ngươi dễ như trở bàn tay. Đã xong Hoa Hùng. Ta chính là Thường Sơn Triệu Cửu Long. Triệu Cửu Long, tư chất 18. Ô, nhận được Triệu Cửu Long à? Triệu Vân, Triệu Cửu Long. À,
là chứng nhận được. Ok, quay lại chỗ họp bàn. Thành thế này chẳng lẽ là ủ cấp quá hùng ở đây. Giỏi. Dân trường quá nhiên thần dũng. Rượu này còn ấm, mời. Hoa Hùng đã bỏ mạng, chi bằng chúng ta tiến đến Lạc Dương bắt sống giặc ổng đó. Ổn sự. Dư hầu chúng ta còn tử khiếp dường, các ngươi lại dám diễu võ như quy. Tam đệ đừng lỗ mạng, làm hỏng đại sự. Đồn chuột nhắc, người có công sẽ được thưởng. À, tất so đo tôn quý hay hèn kém, ta không muốn chung hàng với loại tiện dân này. Cáo từ. Cáo từ. Bách Nguồn. Nếu không phải đại ca ngăn cản, ta đã sớm xử đẹp tình Viên Thiệu kia rồi. Lợi ích giữa các chư hầu đó rắc rối phức tạp, còn chúng ta thì vị trí thấp bé, lời nói không có trọng lượng, cần nhẫn nại. Để thế tên Viên Thiệu này tuy khá có danh vọng, nhưng cũng không phải kẻ trung nghĩa. Anh hùng xin dừng bước. Ba vị lập được công đồ lại gặp phải thái độ lạnh nhạt, quả thực là mệnh đức quá khen rồi. Bọn ta chẳng qua chỉ là hiến chút sức mọn mà thôi. Viên Thiệu đó cứ câu nệ về dòng dõi, rồi sẽ lại khiến dân sĩ trong thiên hạ đau lòng. Sao có thể làm nên việc? Nhưng hiện giờ việc tấn công Hổ Long Quan cấp bách, mong quyền đức không chấp trách, cùng bàn mưu việc lớn. Đa tạ mệnh đức, ta đã là thần tử nhà Hán, tất nhiên sẽ dốc hết sức. Chương 2, 3 chương 6 rồi. Chương đường rất đông nhân sĩ, rất đông anh em. Đến nay sang luôn ăn sướng à. Lưu bị thêm 2 mảnh ghép có thể nâng cấp, nạp tiền thì mới có được triệu vân. Minh chủ, Tiên Phong quân địch Trương Liêu đã dẫn 20 vạn đại quân đến Hổ Lâu rồi. 20 vạn đại quân. Ta là Trương Liêu, Tiên Phong dưới trướng là nữ tướng quân. Đám phản tặc các ngươi không máu đậu hạng, phản tặc thật ngang ngược, chứ công theo ta đến phá địch. 20 vạn quân. Ok. Nữ bố. Đông lên. Ba từ. Công bình. Công bình công cuộc. À, cái này. Đi chưa ta đây. Để dí đồ đốc. Nghĩa dí. Một mình chung quy là không có thằng nào ủi trợ. Ai dạ. Lại đứng đợi mình rồi. Đợi mình sẵn đây rồi. Xem thường tất rồi. Cùng sống lên đi. Trương Liêu. Ai dạ. Tại nó cầm quá gì. Quy là bóng của các hạ vẫn không thua gì chẳng nữa.
Chúng ta lợi quân địch khỏi hòn và tấn công, mà lại có Liễu Bố Ánh. Chắc là không qua cháu cổ cầm khiến trời xanh của khiến trợ. Nếu đau thương đã gặp nhau, vậy thì ta sẽ không khiến nhiều nữa. À. Bỏ ta ở đây, đừng không bước qua Hổ Lâu Quan. Lấy thủ cầm của người dễ như trở bàn tay. Đại ca chiến đấu liên tục, chắc lực bất tòng tâm rồi. Hãy để ta giúp đại ca tăng thêm thực lực. Thu thập vật liệu tiến bậc khi thể lực không đủ, có thể dùng tính năng càn quét nhanh để nhận nhanh vật liệu tiến bậc. Tốt lắm, hãy hoàn thành tiến bậc nào. Khoác áo giáp vào, đi lập công danh. Người sẽ hối hận vì đã chọc giận ta. Trường thương đâm thẳng, uy chấn tứ phương. Ăn bánh bao mỗi lần ăn là tăng đi được thêm tiền thể lực. Quái quẻ là mình ok. Quái một lần bóng đá vẫn còn 2 lần dùng nữa. Điện này. Điện tí. Ok. Ok.
hết mưa ra. Kẻ anh dũng thì không sợ, người dân từ sẽ vô địch. Diệt trừ gian thần, định giang sơn. Kẻ anh dũng thì không sợ, người dân từ. Chưa mộ xem có lực tướng nào không à? Sức mạnh nhất nổi gạo cân, anh dũng chẳng giảm được. Ta cắt lượng xuyên tinh rồi. Bây giờ tướng nào đó không? Ok. Hết giá. Lan nha bổng. Chấn thiên uy lan nha bổng. Đấy. Toàn thần binh nhập. Đầu xe vào gấp 10 lần mình luôn.